Tôi sẽ bảo tiếp, đó là cái máy ở bên này. Đây mọi người sẽ nhìn thấy phối cảnh này. Đúng không? Là tôi sẽ xử lý được cái máy bên này đúng không? Bây giờ con máy này thì sao? Đúng không? Thì đây. Tôi sẽ vẽ tôi vào tầng tầng 3 đây. Tôi vẽ cho cái máy ở vị trí này. Thì các bạn vẫn vào group này. Group by gì? Fusting. Thì ở trong cái group by fusting này thì tôi sẽ không lựa chọn được cái việc là cái máy đấy nó chính tâm hay nó dốc như nào. Thì tôi sẽ dùng ở đây là cái máy Group by Extrusion này. Nha, Group by Extrusion. Thì chúng ta sẽ nhìn ở đây, tôi nhìn trên 3D đi. Cái này thì vẽ trên 3D. Tôi chọn vào Group này. Group by Extrusion. Thì các bạn đầu tiên nó sẽ hỏi là Warp Blend là mặt bằng và mặt phẳng làm việc của nó. Thì ta chọn là Name này. Chọn đây và ta chọn đây là Rep Blend 1 này. RF 1 này. Nha, ok. Vẽ trên tầng nào? Nó hỏi vẽ trên nào? Vẽ trên tầng máy hay là tầng 3? Tầng 3 đây, thuộc về tầng 3. Ok, thì các bạn ở đây nó hiển thị lên cái phần này là xếp mặt phẳng và show, tôi tích vào show này. Các bạn thấy cái mặt phẳng này không? Mặt phẳng Rep Blend hôm qua tôi vẽ cho các bạn ấy, các bạn còn nhớ không? Đó, ở chỗ phần sảnh ấy, cái nét màu xanh xanh ấy, thì ở đây nó có grid để chia lưới chúng ta. Ví dụ 1000 này. Này. Thì bây giờ tôi sẽ vào cái mặt này, right này, nó đúng cái mặt đứng này. Thì tôi vẽ, ví dụ như đây các lệnh sketch nó, sketch đây. Thì tôi vẽ đây bắt điểm tam giác là bắt điểm chính giữa nhá. Ví dụ như cái dầm này bắt điểm chính giữa này. Này. Vẽ đến đây. Đến đây tôi dùng lệnh gì? Offset. Ở đây nó có offset này. Đây là OF. Offset này. Offset ra bao nhiêu? Ví dụ như 600 này. Này. Các bạn đặt xuống dưới, nó xuống dưới mà đặt lên trên nó sẽ lên trên. Chuột này. Các bạn thấy không? Đặt xuống dưới này. Này. Đúng không? Thì các bạn muốn đua ra đây thì bạn có lệnh extend này. Nó chỉ lặp đi lặp lại các cái lệnh này thôi. Chọn này. Bắn điểm đúng cái mẹ này. Thấy không? Là tôi chọn cái cạnh này trước. Rồi tôi chọn này. Nó sẽ bắn điểm đến. Theo cái đường thẳng này. Đó. Tôi chọn này. Các bạn có thể là mirror qua. Chọn này. Tôi dùng lệnh trim này. TR này. Chọn này. Nhờ khi các bạn quen công cụ rồi thì các bạn dùng lệnh tắt sọng được. Lệnh mirror ở đây là lệnh. Ví dụ mirror mà nó có trục có sẵn. Thì tôi chọn đây là MM. Đấy chưa? Mirror chọn này. Chọn vào cái trục này. Đúng không? Còn nếu mà các bạn chưa có trục có sẵn thì chọn đây. Thì bên cạnh này nó là lệnh DM đây. Chọn này. Chọn này. Mình tự vẽ. Này. Ví dụ này. Các bạn thấy không? Đó là mình tự vẽ cho nó một cái trục. Các lệnh đơn giản thôi. Chọn này. Đó. Thì các bạn thấy đây đúng không? Thì đương nhiên là việc là cái cạnh này nó song song bên này rồi. Thì cái này mirror sang để nó chính giữa thì chắc chắn nó sẽ không song song này. Vì cái trục không bằng nhau rồi đúng không? Ok, ấn Finish. Các bạn nhìn 3D đi. Các bạn thấy cái máy đây không? Cái máy này đang extrude mà. Đúng không? Còn các cái máy mà các bạn uốn cong thì bạn chọn đây. Thì bạn chọn sang các giải pháp đây. Bằng đường SB Line đây. Nó giống như lệnh extrude chúng ta làm ấy. Đơn thuần thôi. Đây. Ví dụ như này. Các bạn thấy đây không? Đó. Click đúc vào. Này. Finish. Đó thì bây giờ tôi sẽ về mặt bằng này. Mặt bằng máy này. Đây. Thì các bạn sẽ chọn đây. Thì các bạn sẽ thấy đây nó offset vào bao nhiêu. Ví dụ các bạn kéo vào đây. Như này. Thì đây các bạn sẽ thấy nó âm vào bao nhiêu này. Được nha. Ít chút. Còn chỗ này vào đến đâu. Ví dụ vào đến máy này chẳng hạn. Đây. Đến đây là 0 này. Offset ra bao nhiêu. Ví dụ 800 này. Đây. Từ cái mặt phẳng này. Các bạn thấy đây không? Thì từ đây, từ cái cột này chúng ta cũng thể dùng lời attack này. Đến gì? Thấy đây chưa? Có nhiều vấn đề chưa nhỉ? Rồi, thì mọi người thực hành luôn cho tôi phần này nữa.